Nhịp điệu cha 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 one. Thời đại 4.0 nên phải bán online, lại còn Covid nên càng bán online. Quá khó khăn nên phải đi tìm kế sinh nhai, và giờ tôi bán hàng online, hàng online. Ngày nào cũng thế, phải giờ giấc rõ ràng, đầu tư nghiên cứu hết mọi thứ kỹ càng. Nói chứ không khoe số tôi đầy bán đam mê, một ngày không bán buồn làm sao, buồn làm sao. Món này giờ hot nè, thấy người nào cũng mê. Mới về hàng nhé, order liền tôi giao nghe. Má kia thanh toán chưa, chiến gì trời sắp mưa. Có tiền rồi tin, đặt mail thì tôi mới giao. Mừng quý khách nay đã đến live stream. Chào mừng khách quý nay đã đến live stream. Bí quyết tôi đây bán online phải nhanh tay, hoặc nguồn hăng hái chị em ơi làm liền tay. Techno, techno chuyện. Bà làm sao y sao chửi bới lên tình, người ta buôn bán kiếm tiền để mưu sinh. Mới thấy comment nói xe vô chấm 5 sao, mà giờ tôi thấy hiện 1 sao là làm sao. Bà nào buôn bán vô inbox tôi nghe, rồi tôi lên lớp tôi giải hết cho nè. Muốn bán online phải có tâm mới có tâm, làm việc uy tín là 1 năm được nhiều năm. La 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 chốt đơn, la 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 chốt đơn. Tiếng cười cùng gió trang hòa niềm vui lên đơn à. La 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 chốt đơn, la 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 chốt đơn. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, mình cũng chốt đơn. Ngày xưa tôi nghĩ chỉ là bán cho vui, mà giờ nghĩ bán không chừng sẽ đi bội. Doanh nhân công nghệ bán online, bán online. Làm cho kinh tế ngày càng hay, ngày càng hay. La 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 Zada, la 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 Zada. Bán hàng cực tốt, tha hồ mà kinh doanh nha. La 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 Zada, la 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 Zada. Kiếm tiền nhiều quá, mình cũng tiến xa. Nào mình cùng bán hàng online, là Zada. Nào mình cùng bán hàng online, là Zada. Cùng đón xem live stream chào mừng ngày doanh nhân công nghệ lúc 14 giờ ngày 10 tháng 10 trên fanpage Trung tâm tin tức VTV24 và app Lazada nhé.